Hello, em Trần Ô Tô xin gửi lời chào hân hoan đến toàn thể tất cả bà con thân thương trên kênh YouTube nha. Chào mừng anh chị đến với kênh YouTuber của Trần Anh Ô Tô. Hôm nay Trần Anh lại kết hợp với một hãng gara ô tô ha, Hà Linh nè. Em đang cộng tác bắt tay vô làm thêm một cái xưởng và chuyên về làm đồng sơn nha, đồng sơn máy móc gầm bề, nói chung là tổng quan về xe ô tô. Đây ạ, à, gara ô tô Hà Linh nè anh chị ạ. Nó đang cộng tác với chủ nè, là sẽ làm lớn rộng ra nha. Chỗ này sau này Trần Anh sẽ đậu hàng loạt xe cỏ anh chị nha. Đó, đây là con Matiz nè chị. Đây là con Matiz. Con này là FE nhá. Đây là sau khi mà đã trải nghiệm thợ bên đây đã làm nè anh chị coi nè. Đó, bây giờ chất xe nè anh chị nhìn thấy ken chưa. Em nó bận cho em nó là một cái áo màu xanh ngọc, 4 vỏ mới, đăng kiểm mới, bản số 86A03969 nha. Đây là phong dáng nè anh chị, có đẹp chưa? Đẹp ngất ngây luôn nha. Mâm đúc nè. Xe này hồi trước nó có bị nổ sơn, Trần Anh đưa qua đây để cho mấy người anh em thợ đồng sơn làm nè. Sau khi đã làm xong nè anh chị coi nè, bây giờ nhìn chất xe rất là sang trọng luôn. Đăng kiểm tháng 7 năm 2020. Con này trang bị màn hình cam gia cam hành trình. Nhìn nó đời nó cùi cùi của cổ thôi, nhưng mà chất máy thì chạy rất là ghê nha. Đồng sơn rất là đẹp luôn anh chị nha. Đó, sau khi bên em đã đưa qua xử lý toàn bộ nội thất đồng sơn con xe đây, bây giờ em nó không một vết trời luôn nè anh chị coi nè. Em không có xài cái gậy gimbal cho nên nó hơi rung một tí xíu anh chị nha. Thì con đang tới trực tiếp ở đây để coi cái mẫu xe bên đồng sơn làm đây. Đây nè anh chị ạ. Con này là chủ nhà đã, người ta đã độ cho anh chị hai kính bấm rồi nha. Đó, nội thất ghế ở trong nè, bọc mới hết rồi toàn bộ rồi. Ghế chủ nhà tích hợp người ta đã bọc mới hết toàn diện cho con xe rồi nha anh chị nha. Trợ lực lái nha, SE nha. Trợ lực lái có đầy đủ nha anh chị. Đây nè, ghế ở trong nè anh chị coi nè, sạch len keng luôn. Đó, từ phần tóc bi Trần Anh xử lý lại nè. Đó, xe có mấy chục triệu thôi mà chờ anh chị thấy Trần Anh làm tới nóc cho anh chị chưa. Tìm đâu ra được chiếc xe thứ hai mà nó đẹp như vậy anh chị. Đây nè, chủ nhà dám đầu tư nè anh chị coi nhé. Đầu tư một cái màn hình cực khủng nè. Màn hình là 9 inch nha, cam hành trình HD, đầy đủ nguyên bản theo xe hết rồi. Để Trần Anh test cho anh chị xem nè. Đẹp lắm. Ủa, chìa khóa đâu rồi? Đây nè anh chị, trang bị theo xe là có lóc khóa mở cửa tự động từ xe nhé. Một cái màn hình Android cực khủng luôn, cam hành trình, xe đẹp lắm. Con này mua về là sử dụng thôi. Đề nhẹ phát nổ rồi nè anh chị thấy không? Máy đang hoạt động nè, đây nè. Trợ lực nè, ngồi một chỗ nè. Xoay vô lăng rất là ok. Đèn đóm không thiếu gì anh chị, có đèn đóm nè. Đó, chị thấy đèn đóm chưa? Đèn đóm sáng trưng. Đây là màn hình Android nha anh chị nha. Tích hợp full hết trên con xe rồi. Máy lạnh nè. Mở phát có lạnh luôn nè. Mở phát là lạnh ngắt rồi nha anh chị nha. Ưu tiên nè. Mọi thứ chức năng đang hoạt động nè. Côn số là nguyên rin nè. Anh chị coi phần tắp bi nè. Ở những cái vân gai trên phần tắp bi nè. Đẹp lắm. Tắp bi này thì chủ nhà cũng đã sơn lại rồi. Xe có xe báo dạy, bên kia là kính bấm nha. Cũng độ thêm là kính bấm nè anh chị ạ. Đó, đây là màn hình Android anh chị nha. Máy lạnh đang mở đây, mở phát lạnh ngắt luôn rồi. Màn hình Android nè, cam hành trình đầy đủ nha. Chức năng nè, không thiếu một cái gì đâu. Cái màn hình này không 5 triệu rồi đó anh chị tin không? Android 9 inch, nó YouTube, CH Play, mọi thứ chức năng đầy đủ trên con xe, màn hình cam gia có hết nhá. YouTuber nè. Video. Rất là nhiều chức năng trên màn hình luôn anh chị nha. Anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Chẳng phải thiếu hay bất cứ một khoản gì nữa đâu à. Anh chị có cam gia HD nè, thấy không? Chủ nhà là đầu tư cái cam hành trình. Rồi chủ nhà đầu tư thêm cam gia nè. Đó, màn hình HD luôn, chị thấy nó rõ không? Rõ nét đến từng chi tiết luôn. Xe này người ta đồ full đồ chơi hết rồi. Đâu còn gì nữa đâu.
từ phần tấm bi cửa chị coi nè. Ở ngoài, ở ngoài là có sân dặm nha, chị cảnh báo luôn. Ở trong vẫn còn chức sân rim của xe nè. Đây là chức sân rim của xe nè. Nói dòng xe này có 60 mấy triệu thôi quay đầu ấy. Mà người ta đổ lên cỡ này là chị biết rồi đó. Có nội thất của con xe nè, đẹp lên keng luôn nha anh chị nha. Đừng có phá, đừng có phá, để cho chú làm tiếp coi. Đó, nội thất ở trong rồi, sạch sẽ chưa anh chị, thấy chưa? Sạch sẽ lắm. Trước kính bấm, sau quay tay. Đó, phong dáng của con Matip. Độ full hết đồ chơi rồi nha. Đó, nhỏ nhỏ rất là xinh luôn. Bốn vỏ mới nè, mâm đúc nè. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2020 nha. Máy móc cực êm. Xe này anh chị đừng hỏi cho anh về máy nó có bị đổ hơi không nha. Không có một xíu độ hơi đâu. Anh chị coi nè. Đó, xe gia đình anh chị thấy chưa? Thấy chiếc xe chưa? Đây là xưởng làm ô tô của bên Trường Anh kết hợp làm với người ta nha. Xưởng này không phải là của em, nhưng mà em kết hợp làm chung với một người chị. Hai người sẽ mở cái xưởng này nha. Hợp tác cộng tác đầu tư và cùng kiếm tiền, cùng vươn lên anh chị nha. Tiền thiên hạ còn rất là nhiều, quan trọng anh chị có biết kiếm tiền về tay mình hay không thôi ạ. Trường Anh mà có cơ hội là Trường Anh nắm bắt ngay. Em không có chần chừ anh chị nha. Cơ hội nó đến cho mình chỉ có một lần thôi, không có lần thứ hai đâu ạ. Cho nên là nắm bắt luôn. Sẵn em quay clip xe em giới thiệu đến toàn thể mọi người đây. Đó là con Matip. Xe đẹp lắm, chất xe. Chất xe rất là ok. Đẹp hợp dáng chưa? Anh chị thích dòng này cứ alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô. Đây là văn phòng đại diện nè anh chị. Cùng với Trường Anh trải nghiệm vô văn phòng nhé. Đây nè, đây là văn phòng đại diện ở đây. Sau này giấy tờ hồ sơ anh chị lên đây trực tiếp với Trường Anh. Đó là mình sẽ ngồi đây nha anh chị nha, ngồi đây tiếp khách nè. Xe cộ toàn bộ là Trường Anh, sau này Trường Anh sẽ cho về đây hết nha.